Cách đơn giản nhất phòng chống thiếu vitamin D là chế độ ăn uống và tắm nắng đúng cách cho trẻ. Về chế độ ăn uống, nên cho trẻ ăn uống khoa học, đa dạng các loại thực phẩm, đầy đủ 4 nhóm chất, ưu tiên tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D như cá, lòng đỏ trứng, gan, dầu cá, v.v. Trẻ hay khóc đêm là thiếu chất gì? Khóc là một tình trạng sinh lý hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại trong quá trình phát triển tự nhiên của trẻ. Thế nhưng việc khóc đêm kèm các dấu hiệu bất thường có thể báo hiệu trẻ đang mắc các bệnh lý nguy hại đến sức khỏe, trong đó bệnh lý còi xương do thiếu vitamin D có thể xem xét. Vai trò của vitamin D trong cơ thể. Vitamin D đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể con người, đặc biệt là các trẻ sơ sinh và trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành. Vitamin D liên quan đến việc tạo nên cấu trúc xương cho cơ thể thông qua cơ chế phân phối canxi và phốt pho. Tại đường tiêu hóa, vitamin D làm tăng khả năng hấp thu canxi và phốt pho từ thức ăn. Tại xương, vitamin D giúp chuyển hóa canxi và phốt pho, làm quá trình lắng đọng canxi của xương, giúp canxi và phốt pho được gắn trong mô xương. Vitamin D còn là chất giúp điều hòa cân bằng nội môi của canxi và phốt pho trong cơ thể. Ngoài ra, vitamin D còn đóng vai trò trong quá trình phân chia tế bào, bài tiết và chuyển hóa các hormone, biệt hóa một số tế bào ung thư như ung thư da, xương và các tế bào ung thư vú. Nguyên nhân thiếu vitamin D ở trẻ. Nguyên nhân thiếu vitamin D ở trẻ rất đa dạng, bao gồm người mẹ bị thiếu vitamin D lúc mang thai và cho con bú. Kéo dài thời gian cho con bú cũng là một trong những nguyên nhân khiến thiếu vitamin D ở trẻ. Trẻ ít được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mẹ bé thoa quá nhiều kem chống nắng lên da của bé. Trẻ có làn da sẫm màu. Trẻ mắc các bệnh liên quan đến việc chuyển hóa vitamin, đặc biệt là vitamin D. Khẩu phần ăn của trẻ bị hạn chế hoặc hầu như bé không ăn cá. Dấu hiệu nhận biết trẻ thiếu vitamin D. Những dấu hiệu nhận biết trẻ bị thiếu vitamin D như sau. Dấu hiệu sớm. Dấu hiệu ban đầu cảnh báo việc trẻ thiếu vitamin D thường liên quan đến hệ thần kinh của trẻ. Khi thiếu vitamin D, trẻ thường quấy khóc, khó ngủ, ngủ không ngon giấc, ngủ hay giật mình do thần kinh bị kích thích. Ngoài ra, trẻ còn bị rụng tóc vùng gáy, dấu hiệu rụng tóc vành khăn, da xanh xao, lách to, thể lực chậm phát triển, trương lực cơ giảm. Bên cạnh đó, trẻ còn bị nhiều mồ hôi trộm vào ban đêm và ngay cả khi trời lạnh. Dấu hiệu muộn, sau khi các dấu hiệu ở thần kinh và dấu hiệu rối loạn xương, trẻ sẽ chậm mọc răng, mọc không cân đối, chậm biết lật, biết bò và biết đi. Thóp rộng, bờ thóp mềm và chậm liền thóp so với các trẻ bình thường khác. Hộp sọ của trẻ biến dạng, xương sọ mềm ấn thấy lõm nhưng trở lại bình thường khi nhấc tay ra. Xương sọ của trẻ phát hiện các bướu, thường ở vùng trán, vùng đỉnh. Đầu xương cổ tay của trẻ to, phì đại thành vòng cổ tay. Vòng ngực của trẻ biến dạng, chân vòng kiềng, cong vẹo cột sống. Trẻ có thể bị co giật do hạ canxi huyết khi thiếu vitamin D. Còi xương là bệnh lý hay gặp ở những trẻ bị thiếu vitamin D kéo dài. Biểu hiện thấy trẻ bị còi xương bao gồm cẳng chân trẻ bị biến dạng, chậm phát triển thể lực. Việc biến dạng xương ở thời kỳ thơ ấu có thể để lại nhiều di chứng. Ở thời kỳ trưởng thành của trẻ, xương sống của trẻ có thể bị gù, vẹo, hẹp khung chậu. Trẻ hay khóc đêm là thiếu chất gì? Từ nguyên nhân trên, dấu hiệu thiếu vitamin D cho thấy trẻ hay khóc đêm thường báo hiệu các cha mẹ biết rằng bé đang thiếu vitamin D. Cách phòng chống thiếu vitamin D và bệnh còi xương ở trẻ. Cách đơn giản nhất phòng chống thiếu vitamin D là chế độ ăn uống và tắm nắng đúng cách cho trẻ. Về chế độ ăn uống, nên cho trẻ ăn uống khoa học, đa dạng các loại thực phẩm, đầy đủ 4 nhóm chất, ưu tiên tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D như cá, lòng đỏ trứng, gan, dầu cá, v.v. Tuy nhiên, chỉ nên cung cấp đủ, không nên quá dư thừa vitamin D. Tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu canxi để phòng tránh tình trạng còi xương ở trẻ từ các thực phẩm như tôm, cua, cá, sữa, bánh. Nên lựa chọn các loại cá nhỏ nguyên xương, tôm tép nguyên vỏ vì những thực phẩm này chứa nhiều canxi hơn. Cần lưu ý rằng canxi trong sữa dễ hấp thu hơn canxi từ các nguồn thực phẩm khác. Khi bổ sung canxi, cần kết hợp với những thực phẩm giàu chất béo vì chất béo giúp tăng cường hấp thu canxi. Ngoài ra, cần bổ sung đủ đạm, vitamin và khoáng chất khác như magie, kẽm, v.v. Đối với các bà mẹ đang mang thai cho con bú, cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ. Cần bổ sung vitamin D cho mẹ và bé bằng cách uống liều dự phòng theo chỉ định của bác sĩ, hỗ trợ và khuyến khích giáo dục hướng dẫn các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Cần tư vấn cho các bà mẹ nên cho con bú trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh, cho con bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi và tiếp tục cho bú tới 24 tháng.
Tắm nắng đúng cách cho mẹ và bé. Tắm nắng đúng cách giúp cung cấp 90-95% vitamin D cho trẻ. Khi tắm nắng cần đội mũ, đeo kính râm để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào đầu bé. Lưu ý không nên sử dụng những loại kem bôi vào da trong thời gian bé tắm nắng. Ba mẹ có thai và cho con bú cần tắm nắng hàng ngày, mỗi ngày 15-20 phút vào trước 8 giờ sáng hoặc 4-5 giờ chiều, cần để lộ chân tay khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trẻ cần ở nơi thoáng mát nhiều ánh sáng nên cho trẻ tắm nắng hàng ngày từ tháng đầu sau khi sinh, để lộ chân tay, lưng, bụng, ngực để da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thời gian tắm nắng cho trẻ từ 15-20 phút vào buổi sáng trước 8 giờ sáng. Cần bổ sung vitamin D cho những trẻ có nguy cơ bị thiếu vitamin D theo liều chỉ định của bác sĩ. Trẻ khóc đêm bất thường kèm theo những dấu hiệu nói trên có thể do nhiều nguyên nhân gây nên. Tuy nhiên, nguyên nhân thường gặp nhất là do thiếu vitamin D. Do đó, bà mẹ cần chăm sóc con một cách hiệu quả nhất, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là sự phát triển về xương. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.